đây kìa, đem cái thau ra hái nhãn này các bạn. À, nhãn này chín rồi, giờ mình hái các bạn. Nhãn này của nhà người em mình trồng á, nay mình lên mình thu hoạch. Nó có nhãn nó có giờ phía bên đây trái nhiều thôi, còn bên phía bên góc bên kia thì nó tươi hết các bạn, nó không có nhiều. Ở trên cao quằn nhánh thì phải cần hai tay mà mình tay quay ta hái khó quá, mình bẻ xong rồi mình quay lại cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn trong video sau nha. Bye bye.